Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10 về nội dung đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030. Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Tin vui trong lĩnh vực giáo dục, hai giáo viên dạy nghề Nghệ An đạt giải nhất Hội giảng giáo dục nghề nghiệp toàn quốc. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Bản tin bắt đầu với những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện một số ban đảng trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan. Giai đoạn 2011-2020, các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính được cải thiện qua hàng năm. Năm 2020, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 18 trên 63 tỉnh thành phố, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 18 trên 63 tỉnh thành, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 15 trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, do đó việc xây dựng nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2021-2030 được xác định trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên nghiệp có năng lực phẩm chất tốt, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với dự thảo nghị quyết, đồng thời trao đổi thêm về các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các mục tiêu trên. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cơ bản đồng tình với các nội dung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo nghị quyết xây dựng. Tuy nhiên, người đứng đầu tỉnh ủy bày tỏ trăn trở khi các giải pháp trong dự thảo nghị quyết chưa đưa ra được giải pháp đột phá cho công tác cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn tới. Qua phân tích, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nghị quyết cần đề cập rõ giải pháp đột phá cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Nghệ An là chuyển đổi số nhanh chóng và toàn diện nền hành chính công, qua đó dành nguồn lực công sức và đặt ra yêu cầu rất cao để thực hiện giải pháp này. Song song với lộ trình thực hiện chuyển đổi số, cần phải tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính, tiếp tục xây dựng quy trình xử lý hồ sơ theo quy chuẩn, đồng thời phát huy tinh thần thái độ đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từng cơ quan cần phải đẩy nhanh chuyển đổi số. Cũng trong phiên làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình giai đoạn 2021-2025. Thông qua đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo định hướng và xử lý các vấn đề báo chí nêu trong tình hình hiện nay. Quý vị và các bạn, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã về xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân địa phương nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến xóm 6, xã Tân Sơn, trước khi vào nhà văn hóa dự ngày hội đại đoàn kết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đi bộ qua một số lối xóm thăm hỏi, trò chuyện, tìm hiểu về cuộc sống của bà con địa phương, thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, năm nay 101 tuổi, có hai con là liệt sĩ. Xóm 6, xã Tân Sơn có 368 hộ, 1.318 nhân khẩu, trong đó có 115 hộ giáo dân và 446 khẩu. Là một trong những địa bàn có lịch sử dân cư sinh sống từ lâu đời sau truyền thống cách mạng, bà con nhân dân lương và giáo sinh sống hòa thuận đoàn kết là một trong những mô hình mẫu của tỉnh về lương giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, toàn xóm đang tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã được triển khai có hiệu quả cao, nhiều hộ gia đình phát huy thế mạnh nghề mộc dân dụng, tạo việc làm và thu nhập ổn định, được tỉnh công nhận là nghề từ năm 2015. Hiện nay, cả xóm chỉ còn 6 hộ nghèo, hộ khó khăn yếu thế. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà con xóm 6 xã Tân Sơn là một trong những đơn vị của xã tích cực đi đầu ủng hộ hỗ trợ cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh, là một trong những địa bàn thực hiện rất tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và bà con địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ nhân dân xóm 6 xã Tân Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ nhân dân xóm 6 tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, tương thân tương ái trong xóm, xây dựng được nhiều mô hình điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là những mô hình phát triển kinh tế, hợp tác sản xuất làm giàu chính đáng, tiếp tục đồng thuận cao để xây dựng thành công xóm nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 theo nghị quyết của xã.
Ban cán sự và bà con có điều kiện hơn trong xóm cần tiếp tục quan tâm giúp đỡ để các hộ nghèo, hộ khó khăn yếu thế có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn, giảm nghèo bền vững. Quan tâm chu đáo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, công tác an sinh xã hội. Tiếp tục chú trọng chăm lo học hành cho con em, nhất là trong điều kiện dịch bệnh, có những khoảng thời gian con em phải học trực tuyến ở nhà. Nhân dân trong xóm tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cao độ trong phòng chống dịch COVID-19, để xóm 6 nói riêng cũng như xã Tân Sơn nói chung giữ vững vùng xanh an toàn. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo hội viên Hội cựu giáo chức tỉnh. Thời gian qua, trong bối cảnh dịch COVID-19, ngành giáo dục đã hết sức nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành năm học 2020-2021 với nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì việc học cho học sinh học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá giáo dục Nghệ An là điểm nhấn của toàn ngành trong năm 2020-2021 trong việc hỗ trợ thúc đẩy xây dựng môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục miền núi. Nghệ An cũng đứng đầu cả nước với 26 trên 33 giáo viên trung học phổ thông toàn quốc được thăng hạng 1 chức danh nghề nghiệp. Với những kết quả đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An được Bộ tặng cờ thi đua xuất sắc năm học 2020-2021. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của toàn ngành giáo dục, công sức, tâm huyết, trí tuệ của toàn thể cán bộ, giáo viên tỉnh nhà trong thời gian qua. Thời gian tới, người đứng đầu tỉnh ủy đề nghị ngành tiếp tục quan tâm thực hiện mục tiêu, quan điểm đảm bảo trường học an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19. Tới đây, triển khai tốt công tác tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đối tượng học sinh, tiếp tục tổ chức dạy học linh hoạt theo từng cấp độ của dịch bệnh và phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng Hội cựu giáo chức tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của hội trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới, hội tiếp tục phát huy vai trò vị thế của mình, phối hợp với các cơ quan tổ chức tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài. Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm Ngày Truyền thống. Đồng chí Nguyễn Văn Thông bày tỏ phấn khởi tự hào về sự lớn mạnh vững chắc của nhà trường. Trong thời gian tới, đồng chí mong Trường Chính trị tỉnh phát huy mọi nguồn lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu, sớm được công nhận là trường chính trị chuẩn mức độ 1, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên ngày càng chất lượng về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, xây dựng tập thể đoàn kết, chia sẻ cộng sự với nhau để trường ngày càng phát triển lớn mạnh. Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các ban ngành vừa đến chúc mừng Trường Đại học Vinh và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2 nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ghi nhận và chúc mừng cán bộ giảng viên Trường Đại học Vinh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống của một trong những trường đại học trọng điểm trên cả nước, không ngừng đổi mới phương thức dạy và học, hướng tới đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế, để từ đó cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh nhà trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông số 2, đồng chí Lê Hồng Vinh vui mừng trước kết quả mà nhà trường đã đạt được trong những năm gần đây. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn của một ngôi trường vừa làm công tác giáo dục, vừa làm công tác quản lý, chăm sóc. Thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác đào tạo, tạo tiền đề xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho miền Tây xứ Nghệ, qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh biên giới của tỉnh nhà. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Vinh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
Thăm và chúc mừng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, đồng chí Nguyễn Nam Đình ghi nhận những nỗ lực vượt khó của tập thể giáo viên nhà trường, nhất là trong việc vừa tích cực phòng chống dịch, vừa duy trì công tác giảng dạy, đào tạo nghề. Đồng thời lưu ý dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tập thể nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Tích cực triển khai các nội dung kế hoạch của năm học, duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng là đơn vị top đầu trong toàn tỉnh về chất lượng đào tạo nghề. Dịp này, đoàn công tác của tỉnh cũng đến thăm và chúc mừng tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ thuộc địa bàn xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Bản tin tiếp tục với thông tin đáng chú ý. Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Vượt qua những khó khăn, trường ngày càng phát triển với nhiều kết quả xuất sắc. Hiện trường đã có 5 khoa phòng với đội ngũ là 51 trên 63 cán bộ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên. Công tác quản lý dạy và học được trường đặc biệt quan tâm đổi mới toàn diện. Phương pháp dạy và học được đổi mới theo hướng tăng cường gắn lý luận với thực tiễn. Cơ sở vật chất của trường được đầu tư ngày càng khang trang hiện đại. Đến nay, trường đã đạt 45 trên 56 tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1 với tỷ lệ 80,36% theo quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dịp này, đồng chí Lê Thị Hoài Trung, Hiệu trưởng và đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho tập thể Trường Chính trị tỉnh và cá nhân đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tin vui trong lĩnh vực giáo dục, đoàn Nghệ An tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc và xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn. Cùng với đó, hai giáo viên đạt giải nhất đó là thầy giáo Nguyễn Minh Tú thuộc đơn vị trường cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng về nghề công nghệ ô tô và cô giáo Nguyễn Thị Ngọc với ngành may thời trang. Các bài giảng tham gia hội giảng được hội đồng giám khảo đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp, ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, tạo môi trường học tập tích cực, sinh động, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.